đến mộ vừa gọi là vườn cây dầu, và chính vườn cây dầu này cùng với các tông đồ để Chúa Giêsu được mọi người cầu nguyện, bởi vì giờ đang tử chịu thương khó sắp đến. Nhưng cũng chưa xong, vì Giuđa xuất hiện trong vườn cây dầu để đón Chúa, và từ đó vào đêm thứ sáu, đêm thứ năm của tiệc liên đó, họ bị Chúa quan nhân Caipha ở đó thượng tế Anna sẽ cùng với tổng chứng Phi-la-tô để luận điệu và xét xử Chúa về tội hình mà chúng ta vừa mới nghe trong bài thương khó của thứ sáu của Hội Thánh. Và câu chuyện sẽ được biểu dương và được miêu tả cho chúng ta tiếp tục cho cái tiểu phẩm nhĩ mười tối hôm nay, khi buông diệu lên kết án Chúa và lập Chúa và thập giá. Mà hỏi như chúng
Hãy
Thank you.
Thank you.